năm 1899. Cuộc xung đột biên giới giữa hai nước Chile và Argentina suýt đưa tới một cuộc chiến tranh khốc liệt. Mùa phục sinh năm 1900, quân đội của hai bên đã sẵn sàng giao tranh với nhau. Trong suốt tuần thánh năm đó, vị tổng giám mục của Argentina, Buenos Aires, đã đưa ra một lời kêu gọi thiết tha về hòa bình. Sứ điệp của ngài đã không mấy chốc được truyền sang Chile. Cán giám mục của nước này cũng hưởng ứng nhiệt liệt lời kêu gọi. Giáo hội của cả hai bên đã làm áp lực để hai chính phủ ngồi vào bàn hội nghị với nhau qua trung gian của vua Edward thứ bảy của Anh Quốc. Không mấy chốc, một hòa ước đã được hai nước ký kết. Để nói lên thiện chí xây dựng hòa bình, quân đội Argentina đã gom góp lại một số vũ khí và nung lên để rồi đúc thành một bức tượng Chúa Giêsu. Bức tượng đã được đặt tên là Đức Kitô của dãy núi Andes. Andes là dãy núi nơi đã có cuộc xung đột giữa hai quốc gia. Cánh tay phải của bức tượng được mở rộng để ban phép lành, còn cánh tay trái thì cầm thánh giá. Chính phủ Argentina đã quyết định đưa bức tượng lên đỉnh núi cao độ 4.000 mét. Xe lửa di chuyển bức tượng đến chân núi. Sau đó người ta dùng chính các chiến xa do lừa kéo để đưa bức tượng lên núi. Và cuối cùng khi đến gần đỉnh núi, chính các quân nhân là những người đã hoàn thành công tác còn lại. Sau khi đã dựng bức tượng, người ta viết dưới bệ của bức tượng như sau: những ngọn núi này sẽ sụp xuống và biến thành cát bụi nếu nhân dân của Chile và Argentina quên đi lời giao hòa mà họ đã long trọng ký kết dưới chân Đức Kitô. Trên mặt khác của bức tượng, người ta cũng đọc thấy câu trích từ Thư Thánh Ê-phê-sô như sau: chính Ngài là sự bình an của chúng ta. Ngài đã làm cho đôi bên bị chia rẽ nên một. Giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1990 đã được quyết định trao tặng cho Tổng thống Gorbachev của Liên Xô. Cả thế giới đã nhìn nhận vai trò của ông trong việc đạp đổ bức tường ô nhục Berlin và các chế độ cộng sản tại Đông Âu, cũng như góp phần dập tắt cuộc chiến tranh giữa hai khối cộng sản và tư bản. Người La Mã ngày xưa thường nói, nếu muốn hòa bình hãy chuẩn bị chiến tranh. Còn cuộc chiến tranh nào gay go, khốc liệt cho bằng cuộc chiến tranh đạp đổ những bức tường của hận thù, của bạo động, của bất khoan dung trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Chúng ta chỉ thực sự có bình an trong tâm hồn và người người mới thực sự hòa bình khi những bức tường ấy được đạp đổ trong lòng chúng ta.